nóng, phán quyết chính thức của Tòa án Tây Ban Nha về bê bối chấn động của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Đề thiên quá đà với Hiếu thứ hai sao nữ Vbiz bất ngờ dính thị Phi Phi tương tác trong một chương trình. Bị phản ứng khi có mặt trong nhóm thành đoàn tiến lượt nói gì? Bình An Phương Nga áp ảnh kỷ niệm cưới, phản thắc mắc chuyện con cái. Rose vượt mặt Jisoo nhờ điều này. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin của ống kính hậu trường. Sau đây hãy cùng tôi điểm qua những tin hot hit trong ngày. Nóng, phán quyết chính thức của Tòa án Tây Ban Nha về bê bối chấn động của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Phản ứng của vợ hai nam nghệ sĩ gây bất ngờ. Tòa án Palma de Mallorca đã ra quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện vì không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh theo nội dung chia sẻ trong bài viết cập nhật diễn biến sự việc của hai nam nghệ sĩ Việt của chị Trần Trà My, sinh sống tại Tây Ban Nha, làm công việc phiên dịch cho tòa án ở đất nước này đã đăng tối ngày 22 tháng 10. Ngay lập tức, chị Nguyễn Anh Đào, vợ của diễn viên Hồng Đăng đã chia sẻ lại bài viết này, bày tỏ sự vui mừng và xúc động, gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã chúc mừng ông xã được giải oan. Chị cũng để lại lời bình luận trong bài viết của nữ phiên dịch viên, cảm ơn em gái nhiều, chân quý vô cùng. Thời điểm diễn viên Hồng Đăng vướng phải những bê bối ở Tây Ban Nha, chị Anh Đào đã không lên tiếng trách oán. Chị giữ im lặng trước những điều bàn tán, chế giễu từ một bộ phận nhỏ cộng đồng mạng. Về phía vợ chồng Hồ Hoài Anh, sau sự việc, liên tục có tin đồn cả hai đã rạn nứt hôn nhân, phía Lưu Hương Giang không còn cập nhật những hình ảnh có liên quan đến chồng. Đến tháng 1 năm 2024, nữ ca sĩ đã chính thức là vợ cũ của Hồ Hoài Anh theo như lời xác minh của Diva Mỹ Linh. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa có động thái lên tiếng cụ thể về tình trạng hôn nhân, nhưng cũng không còn đồng hành cùng nhau trong bất cứ hoạt động nào sau đó. Trong bài đăng tải mới nhất có liên quan đến chồng cũ, Lưu Hương Giang đã có động thái thả tim bài viết. Dù gây thất vọng nặng nề nhưng dường như cả hai người vợ của hai nam nghệ sĩ đều có cách ứng xử nhẹ nhàng, văn minh. Tháng 7 năm 2022, tờ Antima Hora của Tây Ban Nha đưa tin hai nghệ sĩ Việt Nam là Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị giữ hộ chiếu do liên quan cáo buộc tấn công tờ giờ một cô gái người Anh 17 tuổi ở khách sạn tại Andras, Mallorca, Tây Ban Nha. Thông tin ngay lập tức gây chấn động dư luận, hai diễn viên và ca sĩ tên tuổi của showbiz Việt bị chỉ trích nặng nề. Khi xảy ra sự việc lùm xùm, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chọn cách im lặng. Đến tháng 8 năm 2022, tòa án Palma trả lại hộ chiếu để cả hai về nước. Sau khi cả hai trở lại quê nhà, thông tin trên ảnh hưởng nặng đến hai nghệ sĩ. Hồng Đăng chủ động nghỉ việc tại nhà hát kịch Hà Nội, ngừng đóng phim trên VTV. Trong khi đó, Hồ Hoài Anh thôi việc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, gần như vắng bóng khỏi các chương trình truyền hình lớn. Đề thiên quá đà với Hiếu thứ hai sao nữ Vbiz bất ngờ dính thị Phi Phi tương tác trong một chương trình mà cư dân mạng dậy sóng sau khi lên sóng. Mạng xã hội tràn ngập những đoạn cắt giữa Hiếu thứ hai và Tam Triều Dâng. Có khoảnh khắc khi EU thu hai bé gọn Tam Triều Dâng trong tay và hình ảnh này được cắt dựng thành những đoạn clip đáng yêu chia sẻ. Từ đây, nhiều content đẩy thuyền giữa Hiếu thứ hai và Tam Triều Dâng xuất hiện và nhận về ý kiến trái chiều. Theo đó, cư dân mạng cho rằng anh chàng đã có bạn gái nên những content đẩy thuyền với đồng nghiệp nữ là kém duyên, gây khó xử cho người trong cuộc. Không chỉ vậy, một vài netizen quá khích khi thẳng thừng công kích Tam Triều Dâng vì cho rằng cô dựa hơi nam rapper. Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại tỏ ý bênh vực Tam Triều Dâng vì cho rằng nữ diễn viên cũng là người ở thế bị động trong câu chuyện này. Netizen nhận định việc đẩy thuyền xuất phát từ nhóm khán giả nhỏ, vì vậy việc chỉ trích Tam Triều Dâng là không hợp lý. Thực chất, trước Tam Triều Dâng thì hai ngày một đêm từng chào đón nhiều khách mời nữ khác như Thủy Tiên, Tiểu Phi, Mai Phương Thúy. Vì là chương trình thực tế nên đòi hỏi sự tương tác và kết nối giữa dàn cast với khách mời. Hơn hết, Hiếu thứ hai và Tam Triều Dâng có nhiều tương tác là vì cả hai chung đội và cùng thực hiện các thử thách. Ở những chặng trước, Hiếu thứ hai cũng rất ca lăng với những nghệ sĩ nữ khác nhưng nhiều người theo dõi cho rằng những điều đó xuất phát với mong muốn giúp mọi người kết nối, thân thiết với nhau để chương trình diễn ra vui vẻ nhất có thể. Bị phản ứng khi có mặt trong nhóm thành đoàn Tiến Lượt nói gì, những chia sẻ gây chú ý của Tiến Lượt hậu chung kết. Chung kết 2 của chương trình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa chính thức khép lại với kết quả là có 17 anh tài được chọn vào top thành đoàn. 17 cái tên này gồm Subin, Tự Long, Cường Seven, ST Sơn Thạch, Jun Phạm, Cây Trần, BB Trần, Bằng Kiều, Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, Rai Mastic, Binzy, Tiến Luật, Thanh Duy, Quốc Thiên, Đỗ Hoàng Hiệp, Đinh Tiến Đạt. Sau khi chương trình lên sóng, không ít khán giả đặt câu hỏi về việc Tiến Luật có mặt trong danh sách thành đoàn, còn Tuấn Hưng, ca sĩ kỳ cựu đã nổi tiếng suốt 20 năm lại vắng mặt. Nhiều người cho rằng Tiến Luật vui vẻ, hài hước, tham gia chương trình theo kiểu vượt lên chính mình thì chấp nhận được. Còn việc có mặt trong danh sách thành đoàn trong khi Tuấn Hưng bị trượt thì đúng là hơi lấn cấn. Nói về kết quả thành đoàn, Tiến Luật chia sẻ, thực lòng thì khi MC Anh Tuấn công bố kết quả, tôi rất bất ngờ, tôi không dám tin mình đi được đến chung kết chứ đừng nói chi là thành đoàn. Tuy nhiên, thành đoàn chỉ là tên gọi. Sau khi rời khỏi chương trình, tất cả chúng tôi đều tiếp tục làm công việc trước đây của mình. Chúng tôi vẫn chăm chỉ làm việc, không ngừng cống hiến, sáng tạo để mang đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật chỉn chu, chất lượng nhất. Ví dụ như Beans, Rai Mastic, Quốc Thiên hay Hà Lê, họ vẫn đi hát như từ trước đến giờ. Còn Tiến Luật, Duy Khánh hay BB Trần thì trở về với công việc diễn viên. Điều chúng tôi quan tâm chỉ là làm sao để có cơ hội tiếp tục được gặp nhau và đứng chung sân khấu với nhau. Tiến Luật cũng bày tỏ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp làm nghệ thuật của anh. Tiến Luật là gương mặt quen thuộc trên các show truyền hình thực tế. Ngoài Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, anh còn tham gia những chương trình như Bảy Nụ Cười Xuân, Đệ Nhất Mưu Sinh. Tiến Luật và Thu Trang kết hôn năm 2011, có một con trai là bé Andy, năm nay 11 tuổi.
Bình An Phương Nga up ảnh kỷ niệm cưới. Fan thắc mắc chuyện con cái cặp vợ chồng thực hiện một bộ ảnh lãng mạn kỷ niệm 2 năm về chung một nhà mới đây. Bình An Phương Nga đã đăng tải bộ ảnh lãng mạn kỷ niệm 2 năm về chung một nhà. Bình An xuất hiện với tạo hình chú rể bành bao trong khi Phương Nga khoe vai trần gợi cảm với thiết kế đuôi cá quyến rũ. Cặp đôi vợ chồng son tạo dáng tinh nghịch, nở nụ cười rạng rỡ. Bình An viết: "Chúc mừng 2 năm của chúng ta, anh hứa sẽ mạnh mẽ hơn để chịu được sự gia trưởng của em." Thì dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, khán giả đã chúc cặp vợ chồng son luôn hạnh phúc, yêu thương nhau. Sau đám cưới, cả hai thống nhất hoãn việc sinh con để tập trung phát triển sự nghiệp. Hiện tại, Bình An là diễn viên và kinh doanh riêng. Trong khi đó, Phương Nga là người mẫu, MC truyền hình. 2 năm kể từ khi nên vợ, nên chồng, Bình An, Phương Nga thường xuyên chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, hài hước, bất chấp hình tượng về cuộc sống hôn nhân của mình với khán giả. Á hậu Phương Nga chia sẻ: "Thật ra lúc cả hai quyết định về chung một nhà đã xác định rằng là sẽ có rất nhiều thay đổi, bởi vì hai người vốn đang ở hai gia đình riêng và tất cả những thói quen sinh hoạt sẽ phải cùng nhau hòa hợp. Thời gian đầu cũng có đôi chút khó khăn, nhưng mà cả hai vẫn cố gắng nhường nhịn nhau hết sức có thể. Mỗi khi có một người cáu, người còn lại sẽ phải xuống nước làm lành trước." Rose vượt mặt Jisoo nhờ điều này. Debut sau Jisoo nhưng lại thành công hơn. Rời khỏi IG Entertainment, dù phát triển độc lập nhưng vẫn đỉnh nóc, kịch trần. Sự nghiệp của Rose đang ngày càng khởi sắc sau khi không ký hợp đồng cá nhân với IG Entertainment. Hiếm có nhóm nhạc nào có các thành viên nổi tiếng đều như Blackpink. Chính vì vậy, fan riêng của bốn cô gái cũng liên tục so kè nhau từng ly từng tí về thành tích. Trước đây, số lượng follower tài khoản Instagram của bốn thành viên xếp hạng lần lượt là Lisa, Jennie, Jisoo và Rose. Nhưng giờ đây, Rose đã có nhiều người follow hơn và vượt lên trên Jisoo. Nhiều người cho rằng Rose vượt lên trên nhờ hiệu ứng của bản hit toàn cầu APT kết hợp với Bruno Mars. Không hề thông báo rầm rộ từ trước, Rose bất ngờ tung ra APT vào ngày 18 tháng 10. Ca khúc vui nhộn, đáng yêu đã chinh phục đông đảo người yêu nhạc toàn cầu, kể cả thị trường khó tính nhất là Mỹ. APT xô đổ hàng loạt kỷ lục, vượt mặt cả sản phẩm âm nhạc của Jennie và Lisa. Hiện ca khúc đang càn quét vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Ngoài ra, APT cũng đạt thăng một Global Spotify với 11,58 triệu stream vào ngày thứ ba. Bài hát cũng dẫn đầu Spotify Mỹ với 1,5 triệu stream. MV ca khúc đạt hơn 82 triệu view sau 3 ngày phát hành. Không ít ý kiến cho rằng, thứ giúp Blackpink duy trì độ hot chính là âm nhạc cuốn hút. Việc Rose đầu tư thông minh, đúng đắn cho sự nghiệp đã giúp cô có những bước phát triển đáng khen ngợi. Dù gì đi chăng nữa, fan của Blackpink biết đến và yêu thích các thành viên với tư cách idol trước tiên, việc đưa ra sản phẩm thú vị chính là chìa khóa níu giữ trái tim người hâm mộ. Dù không còn nắm giữ hợp đồng cá nhân với Rose nhưng IG Entertainment cũng được hưởng lợi từ ca khúc này. Tính đến 9 giờ 32 phút sáng ngày 22 tháng 10, cổ phiếu IG Plus giao dịch ở mức 4.390 won, 80.000 đồng, tăng 940 won, 17 ngày đồng, tương đương 26,15% so với ngày hôm trước. Cổ phiếu IG Entertainment cũng tăng 550 won, 10.000 đồng, tương đương 1,44%, lên 38.700 won, 713.000 đồng vào cùng thời điểm. Trước đó, cổ phiếu đã đạt đỉnh vào ngày hôm qua 21 tháng 10. Trong lúc Rose đang thành công vang dội thì Jisoo tụt lại phía sau. Nữ idol tập trung đóng phim thay vì ra nhạc như chị em cùng nhóm. Chị cả Blackpink đã ghi hình cho The Prophet, Omniscient Reader và Newtopia, đồng thời sắp nhận thêm phim mới Manly Boyfriend. Vì điều này mà một bộ phận fan đã khủng bố Jisoo Company, công ty quản lý của Jisoo. Những fan này cho rằng việc Jisoo rời xa âm nhạc quá lâu sẽ khiến người hâm mộ chán nản và bỏ đi. Họ yêu cầu thành viên Blackpink nên chủ động hơn trong hoạt động âm nhạc, còn công ty quản lý cần nhanh chóng hỗ trợ Jisoo ra sản phẩm âm nhạc solo để không thua chị kém em. Tuy nhiên, nhiều fan khác đã phản bác lại những ý kiến này. Họ cho rằng fan không nên dạy dỗ Jisoo về cách thức quảng bá và cần tôn trọng định hướng công việc của cô. Ngoài ra, Jisoo cũng tiết lộ cô đang thực hiện dự án âm nhạc solo nên tất cả những gì fan cần làm là kiên nhẫn chờ đợi nữ idol đem đến sản phẩm âm nhạc hoàn thiện nhất. Bản tin cung kính hậu trường đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.